Các bạn mua đất các bạn cần phải coi sổ đỏ. Coi sổ đỏ để chúng ta hiểu về miếng đất, hiểu về chủ đất. Mua một miếng đất là coi cả ngàn cuốn sổ. Đó nên bây giờ sổ đỏ nó nằm trong đầu mà. Nó mạnh lắm. Nào các bạn một video về sổ đỏ. Kiến thức bất động sản. Kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo. Dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn THOL BBT Building. Xin chào các bạn đến với chương trình Vlog bất động sản. Đây là cái trang phục mà Duy thường xuyên đi ra ngoài. Đó, cuộc sống của Duy cũng giản dị đúng không bạn? Duy cái giỏ không? Cái giỏ của Duy được mệnh danh là thần kỳ Doraemon. Trong đây không có gì hết á, chỉ có bằng lái xe thôi. Với ít tiền giá xe. Thương hiệu trên Bigo rồi các bạn. Thương hiệu rồi. Rồi mà nói cho nào ngay, hôm nay tâm sự với mấy bạn luôn. Mỗi lần mà Duy xách cái giỏ này á, mà Duy đi ra ngoài á, thì mẹ Duy lại nói một câu: đi coi đất nữa hả con? Trời đất ơi, nhìn sắc mặt của bà rất là rầu rĩ. Bà nói mua gì mua dữ vậy, mở nhiều game coi nổi không con? Sao con không đi lấy vợ đi, đẻ con dành tiền cho nó du học? Bây giờ con làm nhiều tiền quá, con để cho ai? Má thì má không có xài tiền đâu. Mà 1000 câu đại loại như vậy nữa các bạn. Khổ lắm, người già mà. Đâu phải là cứ coi đất là mua đất các bạn. Đúng không? Không hề có khái niệm đi coi đất là mua đất. Rồi tôi đi coi đất tôi lấy kiến thức làm sao? Đúng không? Nhưng mà khuyên các bạn thật sự, khi mà các bạn đã xác định đi coi đất các bạn mua đất nha. Trời đất ơi, chứ bạn đi coi đất người ta dẫn mà đi coi cực khổ, bạn mua người ta manh động lắm á. Thật chứ. Đó. Nhưng mà Duy Nguyễn á, mua một miếng đất á, là coi cả ngàn cuốn sổ. Đó nên bây giờ sổ đỏ nó nằm trong đầu mà. Nó ám ảnh lắm. Nợ các bạn một video về sổ đỏ. Phong thủy. Chơi đất là phải chơi phong thủy. Bình thường á, khi mà bạn nào bạn các bạn thấy á, cái nhẫn này của Duy Nguyễn mà nằm trên ngón tay á, là đi coi đất. Đây là cái nhẫn mà Duy mua bên Thái Lan nè. Mọi cái lần mà Duy đi du lịch, Duy đi du lịch bên Thái Lan á, ủng hộ hoàng gia Thái Lan cái nhẫn 160 triệu. Đá sapphire màu xanh rất hợp chứng mệnh của Duy. Duy cung Bạch Dương. Như con Bạch Dương á, đi xử mấy con xử nữ. À, đất á, thì nói chung là Duy không tin phong thủy. Nhưng mà mình nên diễn một chút. Tức là cuộc sống á, khi mà mình đi mình nói phong thủy á, mình dễ từ chối miếng đất. Người ta không giận mình. Ví dụ như đi miếng đất có đẹp quá mà nó bắn mắt quá. Không lẽ giờ nó mày bắn mắt quá tao không mua. Kỳ đúng không? Thôi năm nay năm tuổi này nó hướng này nó không hợp. Nó không hợp. Nó lắc lắc cái nhẫn này nọ kia. Xong xin lỗi, lại từ chối thôi. Tất nhiên trong giao tiếp nó có cái nghệ thuật giao tiếp. Cái này thì không chia sẻ được các bạn. Chia sẻ được mốc lộ hết sao làm ăn. Đúng không? Tự nhiên đi gặp đi giờ đi coi đất xong đã đời gặp chủ nhà. Cái nói thôi mình có diễn như Nguyễn, tao coi video mày rồi. Tập luôn. Bây giờ bọn qua cái nhà tôi bên quận 7 gần 102 đi phục mang. Từ hàng xóm cho tới mấy ngân công ở trong đó, thằng nào đâu biết tôi hết trơn. Trời, thằng nào đâu coi video luôn. Qua bên đó hết diễn luôn. Hết diễn luôn mà. Nó quá rành mình rồi. Là khó làm ăn. Rồi, không dài dòng làm mất thời gian chương trình. Hôm nay á là Duy đi vào chủ đề sổ đỏ. Mình muốn mua một cái miếng đất á, thì chúng ta cũng phải hiểu về miếng đất đó đã. Các bạn cũng phải hiểu về miếng đất. Các bạn không hiểu sao bạn mua. Đúng không? Các bạn không phải là các bạn cứ vô gặp chủ nhà gặp là cái con khỉ gì. Thứ nhất á là bạn chưa sẵn sàng cho mối giao dịch. Thứ hai chủ nhà nó cũng rảnh nó tiếp mang sầm lông. Đúng không? Thế giờ như tôi ví dụ giống như tại tôi Duy Nguyễn tôi bán cái nhà 106 đường 107 đường số 6 nè. Cái nhà tôi bán 50 tỷ đó. Không lẽ giờ tự nhiên thằng Cúc ơ nào nó anh Duy ơi vô mình đàm phán.
Duy ơi, vô mình cho mình coi sổ đỏ đi, vô đây mình nói giao dịch. Chứ đừng thấy gì mà tìm hiểu cho kỹ đi. Đúng không các bạn? Nên các bạn khi mà các bạn đi mua nhà trong thực tế, bạn rất khó gặp chủ. Oh, no. Rất khó. Tại vì chủ nó chỉ gặp những thằng nào mua thôi. Biết sao không? Tại vì bây giờ sổ đỏ phải đưa cho bạn cái sổ xấu mới dạy được. Chứ mấy cái sổ của Duy nó đẹp quá trời, không có gì để coi luôn á. Nếu mà bạn coi sổ đỏ, bạn coi sổ đỏ của Duy là bảo đảm là không bao giờ coi được. Tại nó đẹp quá trời, có gì đâu coi. Cái sổ của Duy là soi sổ mà nó xóa hết tất cả những dấu vết của ngày xưa. Oh, really? Xóa hết. Nó là bạn coi được đâu. Để tôi nhớ coi. Không biết tôi có hình lưu hay là hình sổ cũ không ta. Mẹ này, chứ tại vì biết sao không? Nguyên tắc đó, làm sổ đỏ là phải, muốn đổi sổ là phải nộp sổ. Tức là bạn phải nộp hết tất cả những gì của sổ cũ, gồm cả sổ đỏ nè, bản vẽ hiện trạng nè, thuế tước bạ tùm lum la hết, nộp hết cho nhà nước. Nhà nước lấy ra lấy đi tiêu hủy. Ừ. Cái sổ mới đẹp lắm mấy bạn. Cái sổ mới tôi đẹp lắm. Tôi sẽ cho các bạn coi trên màn hình. Nhưng mà mấy media che những thông tin là còn che nha. Chứ không phải cái gì cũng cho coi được. À có rồi. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn coi cái sổ quận 7 của Duy. Bây giờ là không có nói phân biệt sổ đỏ giả thật nha. Giả thật đấy, cái chủ đề khác như nói. Duy nói bây giờ các bạn mua đất, các bạn cần phải coi sổ đỏ. Coi sổ đỏ để chúng ta hiểu về miếng đất, hiểu về chủ đất. Nó có nhiều cách để hiểu lắm. Giờ ví dụ như cái thằng đứng tên sổ đỏ này nè, mày là dân bán thiệt hay là mày là dân bất động sản, hiểu không? Nếu mà dân bán thiệt nó khác, dân bất động sản nó khác, nên cái cách đàm phán mình cũng khác. Sao biết? Nhìn cho biết thôi. Ví dụ rồi bây giờ đây sổ 102 phía nước mang đây bạn. Không, bây giờ cái trang đầu tiên nè, các bạn nhìn thấy nha. Bao giờ cái trang á, thường thường á, cái sổ đỏ mà nhìn thấy tên hai người. Hai người có thể là bạn bè, hùng tiền, có thể là vợ chồng. Nhưng mà tên một nam một nữ thường là vợ chồng. Rồi ok. Bây giờ á, mình nhìn vô cái tên này. Ông Nguyễn Văn A cưới bà Trần Thị B. Tất nhiên không nói tên thiệt được cha. Ủa tôi nè, tôi cầm sổ nè, tôi không nói tên thiệt được, hiểu không? Bây giờ mình nói tên thiệt nó kỳ lắm, tự nhiên người ta nói là ủa gì ơi, tao bán đất cho mày mà lên mạng bill tên lum la hết trơn vậy. Nên thông cảm, tôi nói tránh. Rồi. Có nhiều cách để mà gọi là chúng ta nhìn, chúng ta biết cái đối tượng chủ nhà này sao bạn. Đúng không? Ông Nguyễn Văn A với bà Trần Thị B đứng tên. Bây giờ ông này sinh năm ví dụ nha, năm 2 bà kia sinh năm 53. Hai ngày chắc bạn học xưa. Tình yêu này chắc nó đến cũng lâu rồi đó. Đúng không các bạn? Đó, hai vợ chồng này xem tuổi. Nó biết vậy rồi, biết cái đó rồi không? Tiếp tục. Coi số chứng minh dân. Rồi coi số chứng minh dân là số cũ. Hai ông nội này chắc thuộc dạng truyền thống nè, không biết cập nhật, không biết theo thời đại. Nên đàm phán với hai ông này cực kỳ khó, chứ mà giỡn đâu nha. Đàm phán với hai ông này cực kỳ khó. Đó. Hiểu không? Tại vì người ta cốt xưa rồi. Mà bây giờ là mình nói chuyện với người ta phải cẩn thận. Đôi khi phải chắc mồi nữa. Chắc mồi nữa ba. Chỉ cho mấy cái kèo á, đàm phán một được một thua vậy nè. Thí dụ giờ Duy sinh năm 85 đi. Trẻ quá. Mà mình nhận xét qua hai cái ông bà này già quá. Đúng không? Chắc mồi. Ủa Nam, chú tôi có nhậu không? Nói gì? Hả? Không, nó nhậu mẹ gì, qua đây nè, làm cho con này trả cho 2 triệu. Làm gì? Giả làm cha con đi. Thôi chú cũng được, cha lộ quá, ông xấu quá, sao cha tôi được. Đó. Mồi các bạn. Mồi. Đúng chưa? Kiếm ông kia bằng tuổi ông này vô mồi. Mồi dễ nói chuyện lắm. Biết sao không? Thứ nhất, mình thấy được cái ông này, biết ông này, à người này người kia. Không hỏi con cò tiếp, ai ông này người bắt người nam mày. Mình kiếm mồi đúng gần nhà luôn, vô bắt câu chuyện rất gần. Cái này là ví dụ thôi. Ví dụ thôi nha. Đó. Ví dụ như ông kia ở Phủ Lý, Hà Nam, bà này ở đâu Nam Định đó. Vô ông ở nhà ông đó hả? Tôi tới rồi, sao không từ đó hả? Đó xả vào thôi. Từ từ vô diện chính. Đó, là bạn nhìn được cái sổ đỏ ngoài thì bạn phải hiểu được chủ đất này là cái gì. Biết được gì rồi. Cái quan trọng nhất cái hộ khẩu thường trú. Cái hộ khẩu thường trú nó quan trọng cực kỳ. Bây giờ thí dụ như á, thường thường á, ở Việt Nam này có loại thì loại nó giàu mà cố luôn. Có loại thì loại nó thường thường. Bạn thấy là hộ khẩu thường trú của nhà này là 102 lý phục mang luôn. Tức là cái hộ khẩu thường trú nó ngay miếng đất luôn. Cái chủ này chắc cú nè. Cái chủ này chắc chắn người ta chủ ta ở thiệt nè.
Đó, họ khổ thần chú ngay miếng đất, vô đàm phán cực kỳ yên tâm luôn. Chứ gặp nhân viên Nguyễn bán đất cũng chăm lấy lè là hai thuốc mang nó mới mua xong hộ khẩu nó chỗ khác. Vậy thằng Duy Nguyễn này nó không cần tiền. Thường mấy thằng thuộc gian đối tượng nó không cần tiền mà vô đàm phán cho nó có chừng nó đuổi mày luôn á. Đó. Nên thông qua một cái địa chỉ thôi, thông qua cái trang đầu tiên của sổ đỏ thôi, chúng ta biết được rất nhiều vấn đề để chúng ta khai thác. Tiếp tục nha mấy em. Rồi, trang giữa bỏ bằng bên đi. Trang giữa nội dung khác, một lần mà nói nhiều quá nó hết phim ba. Rồi, trang cuối, lục trang cuối coi. Trang cuối là cái trang cực kỳ quan trọng. Là nó là cái gì? Nội dung và cơ sở pháp lý của sổ đỏ này cực kỳ quan trọng. Trang cuối mình kêu là trang cập nhật. Tức là từ lúc cái trang, cái sổ đỏ này ra tới lúc nó biến động có gì nó cập nhật cho trang cuối. Đó. Thì bây giờ em nhìn vô cái trang cuối sổ này em thấy gì? Đã thông báo nghĩa vụ tài chính. Rồi thằng cha này nợ thuế xiền luôn. Thôi đi ông nội, ông nợ thuế nữa hả? Gặp ông mà tôi thấy chua chua rồi đó. Thường thường mấy anh cha nợ thuế này trả giá khó lắm mấy bạn. Thuế mà nhà nước mà ông còn tính mà đúng không? Mình vô ông tính lột dên luôn, trả kèo nè. Kỳ này miếng đất này ông rao là 110 triệu mét. Tính để xuống 100 mà thấy hơi chua chua rồi. Đó, thấy để xuống 100 là hơi chua chua rồi. Nên thấy cái dạng nợ thuế. Cái nợ thuế là gì? Rồi, giải thích cho bạn luôn. Ở nước Việt Nam mình, trong cái giai đoạn trước đây và hiện tại, tương lai sao thì không biết. Thường là những cái lô đất nó sẽ là đất nông nghiệp, hiểu không? Đất nông nghiệp mà chúng ta chuyển đổi lên thổ cư, chúng ta sẽ đóng một cái phần thuế rất nặng. Đó là thuế chuyển đổi quyền sử dụng, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng. Đó. Bây giờ dân bất động sản nó giàu hay nó không giàu là nhờ cái chuyển đổi này. Mua đất ruộng chuyển lên đất ở cực giàu. Còn mua đất ở, bán đất ở, kiếm chút cháo qua ngày thôi. Anh Duy là thuộc dạng kiếm chút cháo nha. À, nhưng mà tao cũng có chuyển đổi rồi, yên tâm đi. Tao đủ kiến thức để chia sẻ cho các em. Cái việc mà chuyển đổi đất nó tùy thuộc vào tính chất địa phương. Nó tùy thuộc vào mục đích, tùy thuộc vị trí của đất. Đúng không? Nên thường nó đóng thuế cho một mét vuông. Đóng thuế cho một mét vuông ở đất thành phố nha. Đất quê tôi không biết à. Chừng từng triệu cho tới 7 triệu mét. Có thể mắc hơn. Đó, từng triệu trở lên. Đóng thuế chuyển đổi. Thì cái ông này chắc á, cái ông này á là lúc đó đó là ổng trong cái lô đất này. Mình phải hiểu rằng á là chắc chắn rằng có thể là toàn bộ 400 mét vuông này là đất ruộng hoặc là một phần đất ruộng. Sau đó ông này ông thực hiện cái hành động ông chuyển đổi quyền sử dụng, chuyển đổi gì? Mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư. Mà chuyển đổi bao nhiêu thì mình không biết, có thể một phần hay là có thể chuyển đổi tất cả. Cái điều đó nó được ghi chú trong những cái trang giữa. Mà bài học ngày hôm nay Duy chỉ các bạn trang đầu và trang cuối thôi. Hai cái trang cực kỳ quan trọng tại cái sổ đỏ rất là phức tạp. Đó, chúng ta hơi qua nhiều video. Các em có thể là anh tách ra nhiều video để các em dễ hiểu. Và anh có nhiều video đến câu view. Tụi em không được ý kiến cò, ok nha. Tại những cái kiến thức này của anh chỉ các em á là không có trường lớp, trường đời nào chỉ hết á. Mà để có được những cái kiến thức này á thì á nó cũng khó nói. Mới làm video bất động sản có hai cái cò vô hầm quá trời luôn nội. Thấy khổ ghê chưa? Thấy khổ ghê không? Cái của mục đích để làm video của Duy á là chỉ mong muốn rằng thứ nhất các bạn có thêm kiến thức. Các bạn có thêm kiến thức để sau này các bạn mua được cái miếng đất hay mua được một cái nhà hay một cái dự án bất động sản gì đó để còn cưới vợ sinh con, duy trì nòi giống. Án cư thì mới lập nghiệp mấy em. Bây giờ ở phòng trọ đó, nội chuyện ở phòng trọ mãi ấy nó cũng không được thoải mái. Không được thoải mái. Ở nhà riêng của mình có phòng cách âm này nọ, từng lắm từng cái nó phê hơn. Vậy á, mà nói chung là giang hồ người này người kia ghét quá. Khổ lắm mà, tôi khổ lắm. Nhiều lúc tôi tưởng tôi bỏ cuộc luôn rồi đó. Nè, rồi quay lại vấn đề. Bạn nha, nhìn này thấy không? Bạn nhìn cái trang cuối nha. Nè, đã thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nó theo số hợp đồng ABC. Cái vấn đề quan trọng nhất bạn coi cái ngày. Tiếp theo coi cái ngày nè.
ghi là ngày 7 tháng 8 2018. Duy mua đất này nào ta? Mua cũng phải gần nửa năm rồi đó. Ngày 7 tháng 8 2018, năm ngoái đúng không? Vậy là ông nội này mới lên lên năm ngoái. Ông nội này mới lên năm ngoái. Biết vậy đi, từ từ tính tiếp. Tại sao ông lên năm trước nữa mà ông lên năm ngoái? Chắc tại ông chưa có nhu cầu. Hay là năm đó ông có một ý đồ gì ông mới lên? Thôi biết vậy đi. Tiếp tục dòng tiếp theo. Trời mà cái dòng này ghê nè. Chuyển đổi cho ông Trần Văn C và bà Nguyễn Thị Đê. Rồi rõ như ban ngày. Rõ như ban ngày. Vậy là rõ ràng nha. Ông nội này chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bán cho có tiền hơn. Rõ như ban ngày. Rõ ràng rồi ông ơi. Và người ta làm việc đúng hay sai? Quá đúng. Quá đúng. Đây là việc làm rất là đúng. Chứng tỏ thằng cha này phải dặn dừa đâu nha. Ồ, ông này có ông này cũng là dân trong dân khá dữ á. Bà hiểu tại sao ta làm vậy không? Nope. Tại vì người ta 400 mét người ta bự quá. Nhiều khi nhà người ta có hai vợ chồng người ta ở không hết. Đúng không? Ta dựng cái nhà nhỏ xíu thôi. Ta dựng cái nhà nhỏ xíu thôi, còn cái đất còn lại ta trồng cây. Tự nhiên tôi lên chứ tốn tiền thuế. Đúng không? Tôi cũng khùng đó, tự nhiên tôi không có nhu cầu, tôi đang ở cái nhà này tôi lên chứ tôi tốn tiền thuế. Tôi lên cái tôi không cần lên trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà sau này á, hai vợ chồng ly dị đi, ví dụ vậy, ở chung nhau không phê nữa, bỏ. Thì phải nghĩ tới chuyện bán. Mà muốn bán cho được giá thì đổi hết đống kia đi. Cái đống mấy cây đó đó bỏ hết. Bây giờ chuyển đổi mục đích sử dụng lên cái đống đó thành thổ cư. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Qua cái sổ đỏ mà thấy mà mở mang được nhiều cái chưa? Vậy suy rằng cha này bán đất rồi. Vậy là ông bán vào ngày 8 tháng 8 2018 luôn. Vậy là trước đây ông ở mấy chục năm rồi ở biệt ở mảnh đất này. Rồi xong rồi cái ông bán. Nhưng mà mấy chục năm hay không mấy chục năm, chút xíu chiều cuối anh chỉ cho. Bây giờ mà đâu biết ông ở mấy chục năm đâu đúng không? Không hề biết. Hồi ông mới ở 3 năm sao, ông ở 10 năm sao. Nhưng mà cái sổ đỏ trả lời cho chúng ta là ông ở mấy chục năm luôn. Đọc tiếp theo dòng tiếp theo. Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị Đê rồi đúng không? Rồi mình coi năm sinh của hai ông bà này luôn để mình tìm hiểu về gia đình người ta. Đó, tìm hiểu về gia đình người ta nha. Xong rồi số căn cước công dân, à, thằng cha này hiện đại hơn cha kia. Thằng cha kia chơi số chứng minh thư cũ. Ông này chơi căn cước công dân, thằng cha này rồi professional nè. Địa chỉ thường trú, trời đất ơi, gì? Khu biệt thự Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Rồi má đụng thứ dữ rồi ba ơi. Ba thấy chưa, đụng thứ dữ rồi. Đụng thứ dữ rồi. Má thấy hộ khẩu à, khu biệt thự gì đâu Hoàng Mai Hà Nội nè. Thấy ghê ghê rồi. Chết đại gia vô hốt rồi em ơi. Thấy đại gia Hà Nội nha, đại gia Hà Nội vô rồi đó. Tiếp tục. Theo phòng công chứng này, hợp đồng này vào ngày 16 tháng 8. Lộ như ban ngày vậy cha. Cái giao dịch này nó lộ như ban ngày. Hồi nãy ông chuyển ngày nào? Ngày 8 tháng 8. Xong rồi đi công chứng bán đất luôn ngày 16 tháng 8. Thấy không? Thấy không? Như vậy á, thì mình có thể hiểu thêm vấn đề chỗ này nữa. Không bao giờ có cái giao dịch nào mà nó nhanh như vậy và nó ngẫu nhiên như vậy. Nó không bao giờ có, anh khẳng định cho tụi em luôn. Chắc chắn là trong cái hoàn cảnh này là cái ông mua đất đó, ông đại gia Hà Nội đó, là ông tới ông úm cái miếng này rồi. Ông đặt cọc rồi, thằng cha này mới chuyển đổi mục đích. Không phải đi bằng đồ gói. Đó. Không phải đi bằng đồ gói. Thấy chưa? Xong rồi giờ ông mua đất sang tên luôn rồi. Vậy thì chúng ta biết được cái thông tin này để làm gì? Để đàm phán chứ làm gì ba. Bây giờ mua là mua của ông đại gia nha. Chứ ông kia là hết rồi. Bao giờ cái thông tin cập nhật cuối cùng là thằng chủ. Thông tin đầu tiên không quan trọng. Vậy thì cái chủ đất không phải là của hai vợ chồng mà yêu nhau thằng sinh viên nữa nha. Mà này là của đại gia Hà Nội rồi. Đó. Đại của cái ông miền Nam không còn là chủ nữa, mà bán cho ông miền Bắc rồi. Vậy thì bây giờ bạn mua đất thì bạn phải mua của ông miền Bắc nha. Vậy thì chúng ta biết để chúng ta có được cái cách ngoại giao với cái bị chủ tiếp theo. Nhưng mà những thông tin anh nói đây là anh chém gió thôi. Không bao giờ nói sự thật đâu, em yên tâm đi, anh chém gió cho tụi em. Anh làm cho ra cái video đó mà chắc thứ nhất là nó cũng vừa là bài học mà nó cũng vừa là một cái video hài. Vậy thì là đàm phán sau đây
Thí dụ cái thiết tra cái đàm phán vô không nói nhiều, vô gặp bàn ngồi chéo chân liền, biết ông này nhiêu tuổi, à ông này sinh ông hơi lâu lâu rồi đó, sinh hồi hiệp định server mấy em, sinh hồi hiệp định server lúc mà cái đó là quân Pháp nó quýnh thua Việt Minh ở trong trận Điện Biên Phủ á, đầu hàng bỏ chạy đó, nó gọi là Việt Nam mình được tạm gọi là thống nhất á, tạm gọi thống nhất năm 1950 năm mấy mấy em, hiệp định server đó. Vậy thì đương nhiên Duy vô chỉ phải kêu bằng chú rồi. Còn nếu mà đúng chú người ta, à đúng chú rồi. Duy hỏi, ủa chú, dạ bộ ngu đi, chú. Hồi đó chú đặt cọc cho miếng đất này nhiêu rồi, người ta đổi sổ cho chú. Mà vô hỏi câu đó là ta ghê rồi, đúng không? Wow. Không đừng nói nhiều, đừng nói chú ở nhà chú đâu, con cái nhiều cần biết chứ nó quan trọng. Vô chú, hồi đó chú đặt cọc miếng này nhiêu mà giờ mà xong rồi người ta đổi sổ nhanh quá vậy chú. Chú có đường dây không? Chú giới thiệu con đi. Wow. Trời ơi, coi vô một khúc luôn em. Mày cái anh dưới trời. Mày biết luôn hả? Mà trời ơi, chú nổi tiếng quá trời ơi. Chú mua ở đây hạt xóm là gùm hết con biết. Ghê chưa? Ghê chưa? Trời, ghê chưa? Vô hỏi vài câu thôi. Chết liền. Trời chú. Miếng đất của chú con thấy có nhà đó chú. Hồi trước chú mua đất này rồi chú trả tiền hết cho người ta rồi người ta ở lại cái nhà này mấy tháng rồi dọn cho chú. Má biết luôn sao, ủa sao biết ở vậy? Sao biết ở mấy em? Hồi nãy cái hộ khẩu cũ của chủ cũ là cái gì? 102 lý Phục Mang. Đúng không? 102 lý Phục Mang. Đó là cái cách chúng ta dựa vào trang đầu với trang cuối để chúng ta nắm tình hình về miếng đất. Bạn nó hỏi những câu vậy là ta là khẳng định rồi, thằng này nó mua thiệt rồi. Nó gành quá trời, mày sổi thiệt chứ cò nhìn kế bên há mỏ. Không phải thiệt không? Xong hỏi tiếp này mới ghê nè. Chú, giờ con cũng đang tính lên miếng đất ngoài Lò Siêu á. Nhưng mà cái miếng này á thì đóng thế nhiêu mét thì chú? Ổng biết chắc luôn, làm gì không biết được. Đúng không? Trong hoàn cảnh này là chủ nhà mới ta biết đó. Tại vì chắc chắn trường hợp anh phân tích là chủ nhà mới người ta đã xuống cọc rồi, người ta mua miếng đất này cái ông chủ cũ ông mới đổi, chứ không bao giờ chưa có khách mua mà ông chủ cũ cũng đổi làm gì, đúng không? Hoặc là trường hợp thứ hai là ông chủ cũ đổi lâu rồi mà ông nợ thuế. Tất nhiên mình dựa vào trang đầu trang cuối thì mình không biết được là ông chủ cũ này ông đổi trong cái hoàn cảnh là có người mua chưa người mua. Mình chỉ đưa ra hai giả thuyết vậy thôi là thấy căng căng rồi. Rồi xong rồi qua trang cuối, cái này là sổ cũ nha. Rồi tới cái sổ có tên Duy Nguyễn vô nữa. Rồi tiếp tục nè. Xong rồi cơ chỉ cho anh Chiêu, Chiêu này nói chung là bonus nha. Bạn thấy sổ nè. Bây giờ đàm phán đó, ai quan trọng? Tôi hỏi thiệt bạn á, đàm phán trong giao dịch ai quan trọng? Bà vợ quan trọng. Nên đàm phán, cố gắng đàm phán với bà vợ. Tại sao? Má bà vợ bởi sao mất của ông ơi, đi đâu có tên mà trơn trọi á. Đúng không? Cái sổ đỏ thôi mà. Tự nhiên in tên bà vợ vô chi cho nó xấu vậy? In tên bà vợ vô cho chi tốt hàng mực. Đúng không ạ? Bọn để ý coi. Chủ cũ, bà vợ cũng đi theo. Chủ mới, bà vợ cũng đi theo. Vậy là cái cha này sợ vợ chắc rồi. Hoặc là tiền của vợ mua, hoặc là sợ vợ, chứ có một trong hai đường chạp đó thôi. Vậy à, thi ra đàm phán cái này đừng có ôm ông chồng nhiều quá nha. Nhiều khi ông chồng chỉ mang tính chất dịch, tính chất gọi là biểu tượng thôi. Ở xã hội Việt Nam cũng vậy đó mấy em. Có nhiều khi mà mình cưới con vợ về mình cưới lộn với con mẹ đó. Oh my god. Mọi cái chuyện khổ cực trên đời nó đẩy thằng ông ra ngoài đường chịu gọi là đứng mũi chịu sào. Ở trong nhà điều binh khiển tướng. Nên các bạn chú ý thêm điểm này, coi chừng bà vợ đó. Vậy là vô đừng có bị đặt hổn bà vợ nhiều quá nha. Ủa có mấy thằng lão láo đi mua đất non kinh nghiệm vô phải chém gió với thằng đàn ông. Con vợ nó diễn thôi, nó bưng nước ra xong rón ré đi vô để thằng đàn ông chém gió. Nó trời má con vợ nhà má không hả? Tao kêu nó ngồi im là nó phải ngồi im nha. Rồi xong hả? Trời đất ơi. Tôi hả? Nhà tôi định hết này nọ kia.
Vợ là cái gì? Phải phục tùng mình. Ba nằm trong ghe mà nghe hết rồi. Là cái thằng đó là chết chắc. Không bao giờ mua được đất. Không bao giờ mua được đất. Bởi vậy á, cuộc sống lắm em. Có mấy thằng nó chém gió mà nó chém ngu. Chết ngắt. Nên trong cái kèo này, nhìn vô cái sổ này, anh biết rằng bây giờ hơi bị ghê. Rồi, rồi xong rồi qua tới sổ của anh. Cái quận 9 của anh nó hơi phức tạp nha. Quận 9 ở số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 đó em. Đất anh mua hơn 2 năm rồi. Miếng đó anh mua cũng nói chung mà mới 19, 20 tỷ gì quên. Quận 9 rẻ. Quận 7 đó mới mắc. Giờ lên rồi, ai quận 9 lên đó nha. Năm rồi anh vô gần chục tỷ. Rồi. Lên, đất quận 9 lên. Năm nay thì hơi chững một chút. Bởi vì người ta kéo nhau ra quận 9 ta mua đất nhiều lắm. Quận 9 sau này nó rất là phát triển mà em. À quên. Hồi nãy anh nói 1 chục tỷ là anh chém gió. Có 1 chục triệu rồi nha. Có 1 chục triệu, năm gọi vô 1 chục triệu đó em. Tao bị quán gà, thông cảm. Cái quận 12 là cái khá là phức tạp. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, ví dụ cái quận 9 anh ráng kiếm trang đầu trang cuối cho em coi. Rồi cái này phải quận 9 đâu, rồi quận 9. Cái quận 9 á, thì đầu tiên á, em nhìn trang đầu đó. Thì á, cái địa chỉ thường trú của chủ á, nằm ở Tân Phú. Nằm ở Tân Phú, mà nhà có sẹt. Thấy hơi căng căng rồi đó. Không phải là mình nói gì mà nhà có sẹt đi đàm phán vô nhà đi xe hơi khó đi lắm mày ơi. Tao bị mấy cú rồi, căng lắm. Xong rồi à, chủ là phụ nữ đứng tên. Phụ nữ đứng tên, sinh năm 74. 74 hả? Hơn mình 11 tuổi. Cũng tương đối lớn lớn, phụ nữ đứng tên. Thì suy ra bà này chưa chồng. Hoặc là chồng bà này tàn hình. Vậy là đàm phán với mà được rồi. Người đàn ông không có vai trò gì cả. Biết chưa? Người đàn ông mà không được đứng tên lên sổ là người đàn ông không có vai trò gì hết nha mẹ. Các bạn mua đất các bạn cần phải coi sổ đỏ. Coi sổ đỏ để chúng ta hiểu về miếng đất, hiểu về chủ đất. Cách thứ hai nữa đó, là bây giờ mình nhìn nè, cái trang cuối. Trang cuối nè, là cái trang pháp lý. Trời ơi, cái trang pháp lý nó chuyển từ lưa luôn nội ơi. Cái trang pháp lý nó chuyển đổi từ lưa chủ luôn nè, đầu tiên nè. Chuyển đổi cho ông A nè. Sinh năm 79 nè. Căn cứ công dân mới nè. Đó, và bà vợ nè. Sinh năm 81 nè. Địa chỉ phường thường trú sẹt tiếp nè. Địa chỉ thường trú bây giờ nhảy quận 12 rồi. Sao kỹ ta, đúng đất quận 9 mà tự nhiên Tân Phú mua 12 mua nữa. Rồi xì ra mới đất là thương mại là cái chắc. Đất là đất thương mại xiền luôn á, mua kiếm cơm. Mua kiếm cơm, vậy em hiểu là mua kiếm cơm là gì? Mua kiếm cơm á là người ta được giá người ta bán thôi à. Mà không được giá thì mày khỏi mặc cả. Mua kiếm cơm mà. Tao đâu thiếu tiền đâu. Nhớ mua kiếm cơm không bao giờ thiếu tiền cả. Nên mà ép giá mày mua kiếm cơm là hơi bị khó đó. Nên khi mà mấy em ép giá mua kiếm cơm á, từ khi nào á người ta mua kiếm cơm nó bị ngân hàng dí thôi thì mới ép được. Còn ngoài ra không bao giờ ép được. Vậy thì khi mà em biết được người ta mua kiếm cơm á, đi ráng điều tra coi cái hoàn cảnh sổ này có bị ngân hàng dí không nha. Ngân hàng mà không dí á thì tụi em muốn mua miếng đất này cho thành công á, chốt lẹ đi, đừng có nhây. Mà phải là chủ cuối chưa? Chưa nữa. Trời đất ơi. Bán cái miếng này hồi nào đây? Bán cái miếng này 2017, tháng 4 2017. Xong rồi bán tiếp cho bà khác nữa. Bán cho bà D. Bà D này bà ở chung cư. À, không có năm sinh rồi. Bán cho bà D vào tháng 9. Vậy là bán cho chủ kia vào tháng 4, bán cho này tháng 9. Đúng rồi, đó thương mại luôn, 5 tháng bán rồi. 5 tháng bán rồi mấy em. Thấy ghê chưa? Xong rồi bán cho thằng C. Bán cho thằng khỉ nào đây? Nguyễn Ngọc Duy, sinh 1985. Địa chỉ phường số địa chỉ là 107 đường số 6. Vậy thương mại nữa hả? Ông y như rằng đất đó, cái số đất đó số đất thương mại không à mấy em? Ba chủ toàn thương mại không? Rồi xong rồi bán cho này hồi nào? Tháng 12 2017. Trời đất ơi, cái sổ để bán liên tiếp mấy em. Cái sổ nổi tiếng trên quận rồi. Bảo đảm em sổ nổi tiếng trên quận luôn. Nói mày báo ngoại mày. Đó. Bán lần đầu vào tháng 4, lần 2 vào tháng 9, lần 3 vào tháng 12. Thấy ghê chưa?
là biết miếng đất này nó nhảy giá rồi. Mỗi lần bán nó ăn vài tỷ, mỗi lần bán nó ăn vài tỷ. Vậy là mình đón mò nè, tao mua 20 tỷ vậy suy ra cái thằng đầu tiên bán chừng 15 tỷ hết cỡ. Cứ quan chủ ăn khúc, quan chủ ăn khúc. Vậy bạn hiểu sao bất động sản Việt Nam mới giàu chưa? Bây giờ tôi hỏi các bạn nè, tôi hỏi các bạn làm bao lâu được 2 tỷ? Làm bao lâu được 2 tỷ? Mà cứ cho làm tao lời 1 tỷ thôi. Làm bao lâu đời được lời 1 tỷ? Đó, vậy thì người ta bán đất cho tao lời 1 tỷ đó. 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ ai biết được người ta lời nhiêu. Nhưng mà vậy thì cái miếng đất này nó là 20 tỷ. Vậy kiếm đâu ra 20 tỷ đó làm? Đó là cái câu hỏi nó đi vòng vòng trả lời đi. Trả lời được bây giờ mất tiêu rồi. Rồi nhưng mà tiết lộ thông tin cho em thêm cái nữa. Miếng này tao mới công chứng không. Thằng kia nó vô nó gì má anh chơi ác quá anh. Ác gì? Ủa sao anh mua đất bà này anh không trả giá luôn hả? Ủa tao nói tao mua đồ tao đâu trả giá, thích tao mua à? Má em đang đi gom tiền, em đang ép giá bả. Em đang ép giá bả, bả gần dính rồi tự nhiên ông vô nhào vô mua vậy á. Cái nói thôi giờ anh bán lại cho em đi, em chịu lỗ 500 triệu. Cái nói thôi không có lỗ 500 triệu gì hết trơn á. Không có, tao mua cái đó tao chạy tới chơi luôn tao mệt quá rồi. Ông ơi, tao chạy 4-5 lần là hơn 500 triệu rồi, không bán. Cái đó là sự thật man. Tức là anh mới công chứng đăng ký xong cập ôm giấy tờ từ phòng chứng ra. Người khác tới trả 500 triệu, đưa vô công chứng lại liền luôn. Ồ em alo, chủ nhà nó ra, nó trồng tiền bập luôn, nó có tiền sẵn rồi. Chẳng qua là cái gì, cái người chủ đó người ta đang ép giá cái bà này. Đó, đang ép giá cái bà chọn bà đó đó. Ép gần được rồi, nói chung cò cưa dưa ngỏng với nhau á, ép gần được rồi. Mà cái bà đó thì đương nhiên đâu phải một lúc bà bán cho một người đâu. Bà bán cho tùm lum hết á, ai được thì bà bán thôi. Xong rồi tự nhiên Duyên nợ sao anh Duy nhào vô một cái. Anh Duy hốt luôn. Giờ anh Duy xây cái phòng gym số 10 Trương Văn Thạnh đó. Cái bà kia bà cò kè bà hụt. Bà hụt mất mẹ mất đất luôn. Giờ bà nói thôi giờ chấp nhận mua giá của Duy Nguyễn luôn. Giờ lên 500 triệu nữa. Tức là ý là sao? Tức là giờ đó tao bán tôi được 500 triệu. Thì theo mấy em có nên làm không? Lời có 5% làm con khỉ gì? Đúng không? Miếng đất có 20 tỷ giao bán lời 500 triệu, lời 5% mày làm mấy con khỉ gì? 5% chứ nhiều. Sao tao tính sai được mà mày nhìn. Ủa chết, lời có 2,5% à. Lời có 2,5% à. Quên, thôi lời bẹo không nào. Gặp lúc đó nó trả tao 2 tỷ là tao bán rồi. Đúng không? Nó trả tao 2 tỷ là 10% mà tao bán rồi. Nhưng mà nó khùng sao nó trả thêm 2 tỷ thảo đi mua miếng khác chứ tao 2 tỷ làm gì? Đó. Ý anh nói đây á là mua bán đất là duyên là nợ. Đúng không? Để mua được một miếng đất và để bán được một miếng đất á, nó đòi hỏi là cái người mua và người bán. Thứ nhất nó có duyên và thứ hai nó gặp nhau một cái điểm nào đó. Chứ còn nghệ thuật mua bán mà nâng giá ép giá đè giá tùm lum la hết trơn. Cần thử tán thôi. Anh mua đất anh xây phòng gym chứ anh phải mua kinh doanh đâu. Nếu mà người ta mua kinh doanh á, người ta đè giá cho thấp xuống. Nó người ta lợi dụng chủ đất đang bị gì đó thua băm thua độ thua nhà vợ bỏ con đau vợ bé vợ lớn cũng ghen nghiệt kiểu đúng không, để người ta bán cho cái giá thấp mình mua vô xong mình bán lại giá cao thì đó mới là lợi nhuận. Còn đi mua xe phòng gym mà nói chung anh mua đất thì nhiều kinh nghiệm về đất của anh cũng rất là cao, sổ đỏ anh coi phải ngàn cuốn cho lên nó thiệt. Nhưng mà anh mua cho nên xây thầm thôi à, anh không bao giờ có khái niệm bán tất cho tới ngày hôm nay. Vậy thì á cái sổ đỏ đó cái tên cuối cùng là cái tên chủ. Cái tên cuối cùng là tên chủ á. Cổ tên đầu là tên biểu tượng. Nha. Mấy em coi sổ đỏ đừng bao giờ coi trang đầu để biết chơi để mình biết được cái lịch sử của miếng đất là như thế nào. Đó. Còn tất cả chi tiết về miếng đất nó nằm trong trang trong. Trang trong là cái trang cực kỳ phức tạp. Nhưng mà thông qua trang đầu và trang cuối là chúng ta cũng đã biết được sơ bộ về cái miếng đất này. Về lịch sử mua bán rồi các kiểu. Đó. Còn tụi bay gặp cuốn sổ của tao tụi bay khỏi coi gì luôn. Biết sao không? Nó đâu có gì đâu, còn có tên thôi. Only one tên Duy Nguyễn trên sổ. Anh thích. Cái sổ gì nó mới đẹp ông ơi. Cái sổ gì đâu tên cái nội vậy. Đó. Bây giờ anh sẽ cuối video anh sẽ kêu mấy anh media nó cho tụi em coi sổ quận 12 của anh. After và before. Hôm qua trước đó là nhìn cũng đúng kinh luôn, rối nùi như canh hẹ, không biết con khỉ gì ấy. Đất gì đâu mà vẽ sọc xiết tùm lum la. Không có anh Duy Nguyễn giải thích tụi em không bao giờ hiểu. Nè. À. Nhưng mà qua tên Duy Nguyễn úm la xì buồn cái sổ đẹp. Sổ mới cáo mới toanh luôn. Only one Duy Nguyễn.
Video xin được khép lại, hy vọng các bạn có được những kiến thức bổ ích trong video này. Nhớ like, share nha. Nếu mà tôi đã liều cả mạng tôi rồi, tôi làm những cái vlog về thực tiễn như vậy, chia sẻ kiến thức anh em thực tiễn mà anh em không share, không cài wheel là cái như là không còn gì để nói với nhau nữa nha. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.